Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với bản tin cuối tuần, tuần thứ tư của tháng 7 của Điện Thoại Vui TV. Và hãy cùng mình điểm qua những tin tức hot nhất trong tuần này nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Sau lời thành công của nhà táo thì chính quyền Trump cũng đã có câu trả lời chính thức về linh kiện của chiếc Mac Pro năm 2019. Ngoài ra thì Apple còn quan ngại về chiếc iPhone 2019 sẽ không được bán chạy. Và thêm một điều nữa là người dùng Việt Nam được cảnh báo về hàng Apple chính hãng ngay tại thị trường này. Thỉnh cầu của nhà táo liên quan tới việc Mỹ đánh thuế các linh kiện trên Mac Pro và ông Trump cũng đã có câu trả lời về việc này. Cụ thể sẽ có hai phương án được đưa ra, nếu như tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ phải chịu mức thuế cao, còn sản xuất tại Mỹ thì sẽ được miễn thuế, tuy nhiên thì mức chi phí sẽ cao hơn. Hiện tại thì Apple vẫn chưa có bình luận về việc này. Hiện tại thì những chiếc iPhone 2019 đã được sản xuất hàng loạt để chuẩn bị tung ra thị trường. Tuy nhiên, Apple mới chỉ đặt hàng khoảng 75 triệu thiết bị cho năm nay và dự phòng tăng lên khoảng 80 triệu thiết bị nếu như cần thiết. Tuy nhiên, đơn đặt hàng này vẫn khá là khiêm tốn so với năm 2018 với chỉ tiêu ngay từ lúc đầu là 80 triệu thiết bị. Và tại thị trường Việt Nam thì Apple luôn là một cái tên cực kỳ là hot. Vào những năm trước thì đã xảy ra sự việc về iPhone lock bị phù phép thành iPhone quốc tế hay là iPhone hàng dựng, thì giờ đây các sản phẩm khác như là AirPods hay là Apple Watch cũng được dựng lại một cách tinh vi hơn rất là nhiều. Bất chấp lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ, Huawei vẫn báo cáo doanh số khủng vào năm 2019. Ngoài ra thì hãng cũng sẽ sử dụng chip Kirin nhiều hơn và chiếc Mate 30 Pro cũng đã lộ ảnh thực tế. Trong 3 tháng đầu năm 2019, Huawei đạt mức tăng trưởng 39%, nhưng từ tháng 5 mức tăng trưởng này giảm còn 30% do lệnh cấm vận đến từ chính phủ Mỹ. Dẫu vậy, mức tăng trưởng này vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhờ lượng linh kiện mà Huawei đã dự trữ để trải qua khủng hoảng. Trong năm 2019 thì Huawei cũng dự tính tăng cường sử dụng con chip Kirin lên 60% thiết bị của hãng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Qualcomm. Con số này cao hơn nhiều so với 45% vào năm 2018. Dự kiến sẽ có khoảng 150 triệu thiết bị dùng chip Kirin trên tổng số 270 triệu thiết bị của Huawei trong năm nay. Trong tuần này thì chiếc Huawei Mate 30 Pro cũng đã lộ ảnh thực tế. Mặc dù được bọc trong một chiếc case khá là dày nhưng quan sát kỹ thì có vẻ Mate 30 Pro sẽ mỏng hơn Mate 20 Pro. Ngoài ra thì phần màn hình vẫn có tay thỏ và chưa rõ là camera được bố trí ở mặt lưng sẽ như thế nào. Năm nào cũng vậy, mặc dù chưa ra mắt, tuy nhiên Samsung luôn tung ra những chương trình thu máy cũ đổi lại flagship Galaxy và các nhà mạng thì đồng loạt hưởng ứng. Ngoài ra thì hãng cũng cho biết thời gian ra mắt của chiếc Galaxy Fold, hay nói đúng hơn là thời gian lên kệ. Chương trình thu máy cũ đổi Galaxy Note 10 được áp dụng cho các hãng là Apple, Google và chính cả Samsung. Mức giá cao nhất mà người dùng nhận được là 600 USD cho các sản phẩm từ iPhone X trở về sau, Google Pixel 3 và từ Samsung Galaxy Note 9 trở đi. Các hãng khác cũng được Samsung mở rộng trong thời gian tới. Ngoài ra thì nhà mạng Verizon cũng đã lộ một poster quảng cáo khách hàng sẽ được tặng Galaxy Note 10 khi mua Galaxy Note 10 bản 5G của nhà mạng này. Bên cạnh đó thì chiếc Galaxy Fold cũng được Samsung công bố chi tiết phần sửa chữa là lớp bảo vệ được phủ hết phần viền, thiết kế cũng được cải thiện để tránh bị bụi lọt vào. Phần bản lề cũng được bổ sung thêm phần khung để gia cố và tăng cường khả năng chịu lực. Tất cả đã được chuẩn bị xong và chiếc Fold sẽ được lên kệ vào tháng 9 theo lời hứa của Samsung. Alibaba là một cái tên đáng gờm trong ngành thương mại điện tử mới tung ra một chiến lược mới dành cho thị trường Mỹ. Ngoài ra thì hãng cũng đã tung ra con chip do mình tự phát triển đầu tiên. Mô hình B2B cho phép các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp được với nhau. Mô hình này còn cho phép người Mỹ bán hàng trên toàn cầu thông qua nền tảng AliExpress.com. Điểm cạnh tranh của mô hình này là Alibaba sẽ thu phí thấp hơn so với Amazon. Và nếu thành công thì Alibaba có thể chiếm lĩnh thị trường lớn gấp 6 lần thị trường bán lẻ trực tuyến. Không chỉ liên quan tới thương mại điện tử, mới đây Alibaba cũng công bố con chip riêng của mình có tên là Xuanji 910 dựa trên kiến trúc mạng nguồn mở RISC-V5. Để tránh các lệnh cấm từ Mỹ, con chip này sẽ được Alibaba cấp quyền cho các công ty muốn hợp tác lâu dài. Bộ xử lý mới sẽ được sử dụng cho loa thông minh, xe tự lái và các thiết bị kết nối Internet cần thiết cho điện toán hiệu suất cao. Không riêng gì Alibaba mà các công ty Trung Quốc cũng đang cố sản xuất riêng cho mình một con chip. Ok, và để tăng cho cái sự hấp dẫn trong cái bản tin tuần này thì mình có mời lên anh Tuấn Tò Mò. Thì mình sẽ cùng với anh Tuấn sẽ cùng bàn luận xem thử những cái tin mà mình đưa cho các bạn nó có những cái điều gì hấp dẫn nha. Rồi, và cái câu hỏi đầu tiên đó chính là ở một cái tin đầu tiên luôn là về Apple thì ở thời gian hiện tại có rất là nhiều những cái hàng Apple trôi nổi, không riêng gì iPhone, iPad mà có cả những cái thiết bị khác ví dụ như AirPods rồi là Apple Watch nữa. Thì anh Tuấn có suy nghĩ như thế nào về những cái loại hàng này?
Anh thấy là ở Việt Nam mình là một thiên đường. Thực sự là rất là sướng, có rất là nhiều loại hàng Apple khác nhau. Em có thể vào những cái cửa hàng lớn sang trọng để em mua những cái hàng chính hãng, đúng không? Giá rất là cao nhưng mà đổi lại thì chất lượng cũng rất là ok, yên tâm. Còn nếu như em có ít tiền thì em có thể ra ngoài chợ, hoặc là em có thể lên mạng, mấy cái bạn mà bán ở trên Facebook á, thì nó có giá rất là ok. Thế nhưng mà ngược lại thì chất lượng của nó thì nó sẽ hơi hên xui. Nhưng mà tiền ít thì sẽ phải chấp nhận là cái chất lượng nó sẽ không bằng. Đó thì mình thấy là nó rất là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Thì ví dụ như kiểu là nếu như các bạn có ít tiền, các bạn vẫn có thể mua được đồ Apple, bạn vẫn có thể mua được Apple Watch, vẫn mua được iPhone X này nọ. Nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ phải hên xui một chút thôi. Thế thì cái này mình thấy là ở Việt Nam mình nói thật là rất là sướng so với lại những quốc gia khác. Có hàng cũ, hàng mới. Những cái ví dụ như những cái loại hàng như là iPhone Lock chẳng hạn, hay là những cái loại iPhone cũ hay là Apple Watch cũ không bao giờ nhập vào được những quốc gia như kiểu là Mỹ hay là châu Âu. Những cái loại đấy thì chả bao giờ nhập thông quan được luôn, chứ chả nói gì đến bán. Đó, nhưng mà Apple, nhưng mà tại Việt Nam mình thì lại thoải mái, nên là mình thấy là nó là một cái có lợi cho người tiêu dùng. Còn lại thì các bạn sẽ phải lựa chọn cũng như là phải chọn cẩn thận thôi. Rồi. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến với một cái thông tin của Samsung. Và như mình đã đưa tin đó, thì năm nào cũng thế, Samsung từ trước giờ luôn có những cái chính sách, đó chính là thu máy cũ và đổi máy mới. Tuy nhiên thì lại vấp phải một cái vấn đề từ cái thời mà dòng Galaxy S hay là Galaxy Note cũng vậy. Thì những cái chiếc flagship ví dụ như là iPhone chẳng hạn, và các bạn có thể thấy iPhone XS Max, người dùng nhận lại chỉ được có 600 đô thôi. Và anh Tuấn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cái này thì mình thấy là một cái chiêu trò của Samsung để câu kéo những cái tip trên báo này, hay là những cái kênh YouTube như là bọn mình làm về Samsung thôi. Thế tự nhiên lại được lên báo miễn phí, tự nhiên lại được lên kênh YouTube Điện Thoại Vui miễn phí. Ừ. Chứ còn thực ra thì mình nghĩ là sẽ chả có ai điên mà lấy XS Max ra để đổi với cái giá là 600 đô cả. Trừ khi là kiểu rất là ghét Apple, không? Tự nhiên lại được một cái thằng cháu nó tặng cho con XS Max, thế là mang ra đổi thôi. Chứ còn nói chung là rất là hiếm có những cái trường hợp như thế. Thế thì cái này thì chốt lại là chiêu trò của Samsung thôi. Năm nào thì thế, hãng thực ra là nhiều hãng chứ không riêng gì Samsung. Còn ngược lại thì mình thấy Apple thì họ chả bao giờ họ làm mấy cái kiểu như vậy. Đó. Và không riêng gì Samsung thì nhà mạng Verizon còn có một cái chương trình, đó chính là mua Note 10 5G Verizon thì tặng tiếp một cái Note 10 nữa luôn. Chơi lớn luôn. Thế là mua hai cái Note 10 về làm gì ta? Em cũng chưa biết, mà Note 10 mà khóa mạng thì chả làm gì. Ok. Và thực sự đây là những cái tin tức mà mình đã săn lọc lại, tại vì thời lượng của chương trình thì có hạn, cho nên là mình sẽ không thể nào mà bàn luận sâu hơn, kỹ hơn về những tin tức mình đã mang tới cho các bạn được. Cho nên đây sẽ là hai tin tức hot nhất trong số lần này, và mình hy vọng là cái concept mới này sẽ phù hợp với các bạn nhé. Rồi, bye bye.